bình xăng SIC 4 vít, hàng là zin theo xe, cốt 1 mới xoáy chưa xài, tí ga cốt 1 mới xoáy chưa xài nha anh em. Còn bộ bên này là hàng đã xe kho về, chưa từng sử dụng ở Việt Nam, ép tăng đa không cháy ga, mình đã vệ sinh xong và đem đi lên cốt 1. Nói chung là những cái bình này làm sẵn hết, anh em về chỉ bỏ vô xe là canh chỉnh nhích lên theo máy là xài thôi. Giá nó dao động từ 2,3 triệu đến 2,5 triệu một bình, cho bình xăng 125 SIC 4 vít, cái ga 22. Bình này giờ anh được cho cả dòng máy quay riêng.